Rồi cảm ơn thầy slide mình chia sẻ Nghe thấy rồi thầy. mình bàn mô tả bệnh nhân riêng với sốt và nội ban dạng một nửa toàn thân. Mời bạn mô tả hình thái bản trên bệnh nhân này trong phòng được đấy nhé. Bạn nào mà xung phong nhiều sẽ được cộng điểm trong sàn nhé. Rồi mời bạn Nguyễn Thị Thùy Dung. Dạ em chào thầy. Em đã thấy là hình thái bán của bệnh nhân là gồm có bán dạng sần, dạng mụn nước trên nền, trên nền giáp đỏ. Còn về vị trí bán thì có vị trí là ở mặt, ở cổ, ở ngực và ở lưng ạ. Đúng rồi nhá, ở đây là hình thái ban là ban nhà sần, ban nhà bùn nước này, ban nhà sần thêm một nền da đỏ này, da đỏ là da sung huyết nha. Và vị trí đầu tiên là có mặt, cổ, ngực và lưng. Rồi cháu em ghi lại nhá, một điểm cộng, bạn ghi dùng một điểm cộng. Mình khái quát là bệnh nhân đang mang thai, còn sau tuần thứ 13 và là giáo viên mầm non. Về bệnh sử thì mình cần khai thác những thông tin gì, mình cần đặt câu hỏi gì, giả sử anh là bệnh nhân nữa thì các em cần hỏi những câu hỏi gì. Rồi mời bạn tiếp theo, mời bạn Cao Trường Minh. Thưa thầy, là mình sẽ hỏi những câu như là mình bệnh nhân đã tiếp xúc với những cái người mà đã có cái triệu chứng tương tự chưa, rồi bệnh À nhân đã là bị tương tự như thế trước đây chưa, rồi rồi. mình hỏi thêm về các cái vaccine mà bệnh nhân đã tiêm như thủy đậu, rubella, rồi sởi, rồi cúm. Rồi ngoài ra thì bệnh nhân có mang thai thì mình cũng nên hỏi một số câu hỏi về sản khoa như là para, với những cái bệnh nhân đã đi khám sàng lọc hay các vân vân nhựa. Rồi là em ấy nói về các điều kiện về khai thác về tiền sử và dịch tễ, còn khai thác về bệnh sử là mình cần đặt những hỏi gì. Bệnh nhân Khai vào viện thật vì sốt và nổi ban thì mình hỏi bệnh sử, mình hỏi như thế nào? Dạ, mình hỏi là nổi ban bắt đầu từ bao giờ, À rồi. vị trí phát ban đầu tiên, rồi hướng lan đi đâu, rồi đã có điều trị gì đó cụ thể chưa ạ? Rồi chị nè. Dạ em chỉ nghĩ Đó là mười bang thôi ấy. Bang là thời gian xuất hiện bang này, vị trí xuất hiện đầu tiên ở vị trí nào này, đường lan như thế nào này hả. có thể mình Rồi hỏi thêm còn là chi nữa, các bệnh bệnh nhân có nền triệu chứng chi nữa ngoài bang, là bệnh nhân có triệu chứng chi nữa? có sốt à, mình hỏi về sốt là bệnh nhân sốt theo từng Dạo đợt hay là sốt liên tục, sốt có cao hay là sốt cao hay là thấp, rồi từng đợt hay liên tục, có đi kèm các cái triệu chứng khác như là rét run hay là nôn vân vân không ạ? Chị chuyển bình bình dương ngoài á, bên tay trái á, bình dương phòng việc á, giờ cho bình dương phòng việc giờ. Thương bình thương bình thương rồi sốt thì mình hỏi sốt như thế nào. Dạ, mình hỏi là bệnh nhân sốt liên tục hay là sốt thành từng cơn, bệnh nhân Giờ sốt bệnh nhân khai sốt liên tục thì mình nghĩ đến là sốt nguyên nhân nghi là là do do virus virus adenovirus. À virus rồi con sốt do vi khuẩn là như thế nào? nên từng cơn có kèm theo rét run ạ, À rồi rồi. có các cái triệu chứng kèm theo như là nhức mỏi cơ, đau đầu hay hay là buồn nôn hay không. Rồi thế được. Bệnh Bên ngoài nhân ra con đã dịch con ngoài ra con tiền sử cần khai thác gì nữa? tiền sử thì mình có thể khai thác các cái bệnh nền của bệnh nhân, Rồi khai thác cái nữa. những cái vaccine bệnh nhân đã tiêm, Khi mình cho thuốc á, thì mình cần bất kỳ mình cho một thuốc gì đó ở trên bệnh nhân thì mình cần hỏi gì, bệnh nhân nào vào viện cũng hỏi có biết cả, tại vì tiên sĩ đó biết cả.
Đúng rồi, mấy bạn là đúng rồi, hỏi diễn hả? Bệnh nhân có diễn thuốc gì không? Là diễn thức ăn gì không? Bắt buộc bệnh nhân nào vào viện mình cũng phải hỏi câu này để mình cho thuốc, lỡ bệnh nhân có diễn một thuốc kháng sinh gì đó. À, mà mình có hoặc là tên suy diễn mà mình không để ý mình cho lỡ sốc phản vệ hả? Để hỏi tên suy diễn rồi em ta đã đầy đủ cho bạn mình còn đấy, lập trưởng ghi lại cho mình. Rồi bà cái khác là gần như đầy đủ hả? À, rồi các bạn có lại về bệnh sử, tiến sĩ và thực tế ở bệnh nhân này để chụp sau đó chúng ta tập hợp thành hội chứng. Rồi sau khi mà khái tác bệnh sử, tiến sĩ về dịch tễ thì có phần là khám lâm sàng. Đầu tiên là mình cần phải khám những cơ quan gì, khám những điều chỉnh gì. Rồi các bạn hoàn như ý. Dạ, hay là đầu tiên là khi tiếp xúc bệnh nhân là mình cần đánh giá các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân như là mạch nhiệt, huyết áp để xem bệnh nhân có trong tình trạng cấp cứu hay không. Rồi, bệnh nhân có trí giác và mạch nhiệt, huyết áp như đó thì bệnh nhân cần xử trí cấp cứu hay không? Dạ không ạ. Rồi, khi mà bệnh nhân không xử trí cấp cứu rồi thì cảm tiếp là cảm gì? Bệnh nhân có các dấu hiệu có ban nên mình hỏi bệnh nhân là có ngứa hay không, có đau rát cái ban đó hay không. Mình quan sát là ban xuất hiện ở vị trí nào, tập trung nhiều ở đâu, màu sắc, hình dạng và các hình thái ban. Mình xem có mũ đồ hay không để xem có bội nhiễm hay không ạ. Thứ hai là mình khám các hạch để có nở hạch hay không để định vị vị trí nhiễm trùng. Khám phổi để xem có ho, có đau ngực, có khó thở hay không. Nghe à, bán tâm bán là mình phải cạnh ngoài bán thôi, mình để khả là bán ở giá thôi, nên ngoài ra bán rồi phải xuất hiện ở vị trí nào nữa. Mình còn khám thêm là bạn có bạn trong miệng hay không, có bạn ở bệnh nhân đi tiểu có rác hay không, để xem có bạn ở đi mà. Dạ. Rồi. Mình khám thêm các cơ quan khác như là khám đầu, khám có dấu màng não hay không, có cứng cổ, có dấu màng não, có dấu thần kinh khu trú hay không. Vì sao cần những cái dấu màng não? Dạ, để xem là bệnh nhân có các biến chứng viêm não. Biến chứng viêm não, viêm màng não hay không hả? Thì tiến sĩ hỏi cả cái kiểu đó thì hỏi bệnh nhân có đau đâu hay không đã hả? Bệnh nhân có đau đâu hay không, có lỗ vượt hay không hả? Thì bệnh nhân cũng đau đâu hay thường thường là sẽ các kiểu màng não sẽ không có chứ. Còn nếu mình khám để cho biết thì bệnh nhân bình thường nào, mình khám mới khám để bệnh nhân bình thường biết, để khi gặp những bất thường thì mình phát hiện ra. Kể gì vui là hồi xưa anh đi hồi xưa anh y năm giống em được, anh đi qua qua y sáu chứ, khi này y sáu rồi, qua ngoài lồng ngực á, thế là anh trực và anh đi khám cho người phòng kia rồi từ anh là bác sĩ, thế khi có bệnh nhân nữ vào viện thì đau ngực thì mình vừa khám cho hỏi gì hết. Chồng chạy tới cả bệnh nhân lên, nó nói là nó vụ bệnh nhân là có cái khối gì á, nên nhờ bác sĩ khám. Khi nào mình bị từ chối lắm hết, mình cứ suy nghĩ đi, bình thường mình cứ khám nó bất thường mình khám nó nghe việc cái bình thường mình cứ khám thì bất thường là mình cứ gặp lỡ là cái đó bình thường rồi mình nghĩ nó bất thường đang nhé. Rồi mình nhớ lại đâu xưa mình học cái u là thấy ở vùng vùng trên trái để khám mình cũng biết bất thường bình thường đang hết, để hỏi lại là bệnh nhân đau như răng, bệnh nhân là đau tăng lên khi ho, khi vận động rồi sốt, rồi mình nghi ngờ viêm màng phổi nhiều hơn, mình coi lại là viêm màng phổi vài can ở trên nữa. Nên là tất cả bệnh nhân cái em đi lâm sàng á, dấu cứng cố, đặc biệt dấu cứng cố, dấu kẹt lít, dấu Kuruszewski trên dưới thì bắt buộc là phải mình phải khám cho biết hả. Bình thường mình khám cái dấu bất thường bình thường quen rồi, để khi mà bất thường là mình có thể phát hiện ra, giống như nhiều bạn mà không khám dấu cứng cố người bình thường á, thì khi mà gặp bệnh nhân viêm màng não thì mình đã khám bình thường, biết như đang mong đòi khám bất thường ấy, còn và khám quen với là chỉ cần họ có dấu cứng cổ hay trong mình đang có cái chỗ cổ gương thì mình biết được liền. Rồi khám tiếp khám cái này. Dạ, khám bụng bệnh nhân, khám có đau bụng hay không, hỏi bệnh nhân là có
ăn uống như thế nào và có lâu hay không đi cầu như thế nào. Tiếp. Dạ em hết rồi. Thì bệnh nhân ra trên cơ địa bệnh nhân có gì? Bệnh nhân khám thai cho bệnh nhân Cảm thấy cơ hội những câu hỏi gì? là bệnh nhân là bệnh nhân mang thai con do khám thai Cảm thấy thì tháng 13 tuần thì cũng chưa có khả năng cảm được nhé. Hai người ta giai đoạn này cũng chưa mãi cũng chưa bị được thì mình cứ hỏi là bệnh nhân có đau bụng hay không, có đau dịch chỉ bất thường âm đạo hay không, hay có đau dịch để ta mẫu bất thường âm đạo hay không, còn sau đó để phân từng lâm sàng thì mình có sao nha. Rồi bạn khám là gần như đầy đủ rồi nhá, em đọc lại cái phần mà em vừa khám mà bệnh nhân bài khá đây cho bạn nghe thì bạn nhớ hả. Rồi đọc đi. Là bệnh nhân tỉnh mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 38 độ C, huyết áp 120 trên 80 mm thủy ngân, da có nhiều hình thái ban khác nhau trên cùng một vùng da, giác sẵn đỏ, mụn nước trong, nước đục, lòng bàn tay chân không có ban, ngứa nhẹ, hạch ngoại biên không sờ thấy, rát họng nhẹ, họng sưng đỏ nhẹ, họng đỏ sưng nhẹ, không có mủ và mụn nước ở niêm mạc má khẩu cái thành sau họng, ho khan ít, phổi thông khí rõ không nghe rang, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Rồi bệnh nhân còn khá là có đau rạ họng thì mình khám họng là có sưng đỏ nhẹ, không có mủ, vài mụn nước ở niêm mạc má khẩu cái và thành sau họng ha. Thì bệnh nhân có đau rạ họng thì mình có khám là làm sao phân biệt được viêm họng do virus, viêm họng do vi khuẩn. Dạ thưa thầy, là mình khám amidan của bệnh nhân xem là có mủ hay không ạ, có sưng đỏ hay không? Chính gọi là sao? Sưng đỏ thì virus và vi khuẩn đều có, nhưng mà mủ thì là sẽ là vi khuẩn sẽ có ạ, và virus sẽ không. Thường thường bằng viêm họng á, do vi khuẩn và virus á, viêm họng do virus á, thường 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 nó sẽ đỏ toàn họng ha. Và bệnh nhân đỏ toàn họng, khám thành sơ họng 20 đan sẽ đỏ nhưng mà sưng nhẹ và không có mủ, còn do vi khuẩn thì nó đỏ ít hơn, khám nhiều sẽ biết á. Nhưng thông thường nếu có viêm amidan mủ thì hai amidan sẽ sưng to và có nhiều mủ, nhìn vô là biết mủ liền ấy, mủ trắng bám xung quanh amidan. Về cái đi lâm sàng là bệnh nhân nào bắt hàm thì nó cảm coi cái họng á thì cái viêm họng biết được liền. Thứ hai nữa là cần phân biệt với những bệnh nhân có viêm họng hạt á, mình có thanh sàng hay là có mấy cái tổ chức lympho á, viêm họng nhiều lần thì sẽ phát triển thành cái cục 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 cái nhỏ nhỏ này. Nếu mà có mủ thì mình chẩn đoán là viêm họng do vi khuẩn, còn nếu mà có nhiều trường hợp mà những vô viện sớm mà 2 năm sinh to mà chưa mừng mũ mà khám thì thấy là không có đỏ nhiều thì mình còn nghĩ đến vi khuẩn ấy, thì giai đoạn là chưa có mũ nhưng là đang trong giai đoạn mừng mũ, sau đó nó có thể có mũ ra hả. Rồi trong viêm họng do vi khuẩn thì mình cần chẩn đoán phân biệt giữa các vi khuẩn khác và liên cầu tăng máu pha, thì cái này thì cái nào các em tìm hiểu sau hả. Rồi con khám như được không? Dạ không ạ. Rồi gần như đầy đủ rồi, rồi cho bạn một điểm cộng. Nên bạn trả lời đúng là được điểm cộng hết đi. Điểm cộng hết mới tận cái bài là mới chấm á, rồi mình sẽ cộng điểm. Đơn giản thôi nha. Thường thường điểm một điểm cộng á thì khoảng 0,25 điểm đi. Trả lời càng nhiều thì càng được nhiều điểm cộng. Rồi, về cận lâm sàng. Mình cần làm những xét nghiệm gì? Rồi mấy bạn Trần Thị Hương, Trần Thị Hương Trâm. Dạ thầy nghe không thầy? Rồi nghe rõ. Dạ thầy, là đầu tiên là bệnh nhân có sốt thì em sẽ cho bệnh nhân làm công thức máu. Rồi có công thức máu có. Chị coi nha. Đó, có công thức máu rồi, phân tích đi. Dạ thưa thầy, là ở đây thì có số lượng bạch cầu bình thường, hồng cầu cũng bình thường luôn, tiểu cầu cũng bình thường luôn, thì khá là phù hợp với lại bệnh nhân thủy đậu. Tại vì Hemoglobin là bình thường hả? Hemoglobin là bình thường thì dạ thưa thầy, là hemoglobin này hơi giảm. hơi giảm là ở phụ nữ mang thai thì bao nhiêu gọi là giảm, Dạ thưa gọi là thầy, là giảm ở phụ không? nữ mang thai thì tùy tài liệu, có tài liệu là dưới 11 thì là giảm, có tài liệu dưới 10 thầy. Vậy 10 chắc lâu rồi nhá, vậy 10 chắc hồi xưa ấy, còn hiện nay thì phải giữ 11 chứ. Dạ Phụ nữ như mang là thai thì
thiếu máu thì hemoglobin dưới 11 vì sao phụ nữ mang thai là thường có thiếu máu? Nghĩa là phải là bệnh nhân ở trong giai đoạn đầu thì có thể là do tình trạng nghén, ăn uống kém, và thêm nữa là bệnh nhân phải nuôi thêm thai nữa nên là có tình trạng thiếu máu. Nghén là rồi có nhiều bệnh nhân ăn uống được vẫn đang vẫn thiếu máu. Nghĩa là phải là do có tình trạng gọi là hòa loạn á, hòa loạn máu của bệnh nhân đó thầy. Vì sao mà hòa loạn? Dạ, vì sao máu bị phá loạn? Tại vì tim máu pha loạn để nó tăng được cung lượng tới để nuôi thai á, nên là có tình. Vì sao mà phá loạn? Đã không biết được có cái thai đâu mà vì sao mà bệnh nhân mang thai là có phá loạn? Vì khi mang thai là họ tiết ra hormone chứ? À, dạ thưa thầy là tiết ra hormone gì để khi mang thai là thường hormone gì sẽ cao? Dạ thầy là mang thai là estrogen sẽ cao. Progesterone hả? Progesterone. Cái progesterone là có đặc trưng là giữ mũi và giữ nước. Yeah. Khi nào giữ mũi giữ, nó giữ nước thì lượng nước trong có thể cao nhưng số lượng không cầu nếu mà không tăng theo thì nồng độ nó sẽ giảm. Thứ hai nữa là có progesterone nó có thể gây tăng nhiệt độ. Và khi phụ nữ mang thai thì một số hormone cho nó có progesterone và một số hormone khác nữa tạo điều kiện cho cái phát triển. Vì vậy những phụ nữ mang thai nếu mà nhiễm virus thì thường là tải lượng virus ở những người này nó sẽ cao hơn những người bình thường. Thứ nhất là do một số hormone tạo điều kiện thuận lợi cho virus nhân lên. Thứ hai là khi mang thai là mình có tình trạng là suy giảm miễn dịch, cho mình có tình trạng ức chế miễn dịch đấy. Vì thai là một cái lạ đối với cơ thể, nếu mình có không giảm miễn dịch là như có thể tấn công thai hay sao ấy. Nên là thứ nhất là mang thai là bị suy giảm miễn dịch, thứ hai là một số hormone tạo điều kiện cho virus phát triển. Nên là thường thường phụ nữ có thai là nếu mà mắc bệnh thì tải lượng virus nó sẽ cao hơn bình thường, và khi tải lượng virus cao hơn bình thường thì thường là bệnh sẽ nặng hơn so với người không mang thai. Ví dụ như trong viêm gan E nữa, thì viêm gan E ở người bình thường thì thường là nhẹ, còn đối với phụ nữ mang thai thì có thể gây ra viêm gan tổ cấp, còn đối với thủy đậu thì phụ nữ mang thai thì nguy cơ cao dẫn đến viêm phổi thủy đậu hay là các bệnh nhiễm virus khác, nói chung là phụ nữ mang thai sẽ nặng hơn người bình thường. Do hai yếu tố, thứ nhất là ức chế miễn dịch, thứ hai là do hormone. Rồi tiếp theo tiểu cầu thế nào? Dạ hay là tiểu cầu thì bình thường ạ. Rồi phân tích tiếp CRP. Dạ hay là CRP 30 là có tăng ạ. Tăng như vậy. Em quên mất số bình thường. Số bình thường này. Số bình thường là chỉ 8 mg trên lít. Dạ, hay là CRP có tăng ạ. À, tăng đi gửi cho mình nhiễm vi khuẩn hay nhiễm vi rụt. Dạ, thế này là CRP là có nhiễm khuẩn còn không phân biệt được là do vi khuẩn hay vi rụt ạ. À, có mình có gửi đấy ấy. À, dạ. Nông độ cao, nông độ thấp để mình gửi. Thường thường có số bao nhiêu là mình gửi để nhiễm vi khuẩn. Cái này em cũng... Đã là 40 thôi. À, đúng rồi, con số 40 nhá. Thông thường á. À, CRP nó cũng đặc hiệu cho nhiễm vi khuẩn hay nhiễm virus, nói chung là nó có viêm, nó có tăng ấy. Viêm có thể do nhiễm trùng hoặc là viêm không nhiễm trùng, những cái chấn thương chứ chấn thương nó cũng tăng, nhưng mà thông thường á trong nhiễm virus á thì thường thường nó sẽ tăng nhẹ từ dưới 40, còn nhiễm khuẩn thường nó sẽ cao hơn nha. Đây là số 40, ở đây dưới 40 thì mình đã nghĩ đến nhiễm virus nhiều hơn. Còn nếu mình phân vân giữa giả sử nó 40 đi hoặc 50, 60 mà mình biết nhiễm vi khuẩn hay nhiễm virus thì mình làm theo cái mình làm thêm cái gì hay mắc cái gì hay là bromocalcitonin. À, vì sao tăng nhiệt virus thì bromocalcitonin nó không tăng? Dạ hay là tại vì virus thì nó có tiết ra interleukin 1 thì cái đó nó sẽ ức chế cái tiết ra bromocalcitonin nên là nhiễm trùng thì nhiễm trùng nào cũng tiết interleukin 1 cả ấy, cái có sốt mới ấy, sốt là do interleukin 1 hoặc interleukin 6 gây ra đó, được chưa? Đây là nói chung là nhiễm trùng, nhiễm virus hay nhiễm vi khuẩn nhưng mà tiết cả. Dạ. Rồi mình bàn cái động rồi ấy, tổng thể bao nhiêu virus có tiết interferon gamma thấy chưa? Interferon gamma sẽ ức chế tổng hợp progesterone. Interferon 1, interferon 6 thì nó sẽ kích thích tổng hợp progesterone. Nhưng mà trong nhiễm virus thì nó có tiết thêm interferon gamma nữa. Nó ức chế tổng hợp progesterone tại gan, tế bào C của niệm giáp hoặc là đặt thịt vào, nên là cũng tăng, có tăng nhiễm vi khuẩn hoặc là nhiễm ký sinh trùng, những nhiễm ký sinh trùng sốt rét thì nó sẽ tăng cao. Rồi tiếp
men gan à chứ chứ cái mẻ là dường gãy à nó thay đổi cũng được. Tôi sẽ sử dụng máy Windows ấy, thì trong cái tên chiếu ấy, nó sửa được cái máy đó sửa được ấy. À, chị mình nhân làm men gan mà có AST là 100, ALT là 50 thì mình nghĩ để tiền tàng chứ Dạ, hay là có tăng men gan bệnh nhân. à, tăng men gan là có cơ hội chứng chứ Dạ, thưa thầy là hội chứng hủy hoại tế bào gan ạ. à viêm hoại tử hả viêm hoại tử tế bào gan mà vì sao trong trường hợp này là nhiễm một viêm gan thì viêm gan cấp mà vì sao AST là tăng cao hơn ALT thông thường mình học giống như tăng B hoặc viêm gan C hoặc là cả với đội cái viêm gan cả hay viêm gan A hả thì thấy khi nào mà nhiễm một tình trạng viêm gan cấp đó, thì ALT là tăng cao hơn AT vì ALT là có ở tí thể à nó ở bao tử còn AST thì một ít ở bao tử và đa số là ở tí thể nên tăng viêm gan cấp đó, thì AST nó sẽ thấp hơn ALT vì sao từ trường hợp của những này thì có khả năng cấp rồi à, mà vì sao AST là tăng cao ALT Dạ, thưa thầy là vì AST ngoài ở trong gan thì nó còn có ở các cơ quan khác như là tim, phổi, các thứ nên là nó có thể là ngoài trong gan thì có thể là tổn thương các cơ quan khác thì nó cũng tăng AST. à đúng rồi hả à do là à, do là virus này là không chỉ tấn công tế bào gan mà còn nhiều tấn công cả tế bào khác nhưng mà những đau mỏi cơ ấy có thể từ vân hả tim gan lách thận nên nhiều cái còn lại thì nó sẽ cao hơn ai đây nó cao hơn còn nếu mà cái virus mà chỉ tấn công cả tế bào gan hay những viêm gan D rồi nữa thì cấp thì ALT là cao hơn còn trong à còn bạn gọi là bằng sơ gan thì sơ gan thì nó là trước khi tình dừng là sơ gan bệnh nhân có viêm gan mạng nó nên AST là sẵn cao ALT ngoài ra AST cao ALT trong trường hợp viêm gan rìu vì sao viêm gan rìu và AST là tăng cao ALT vì làm viêm gan rìu là AST là tăng cao ALT cũng là cấp ấy giờ bệnh nhân uống rìu mà rồi bạn hôm mình đạt à, rồi mới cáo ngày em lập trường cầm bàn một việc cầu đấy rồi mời hôn với đạt dạ dạ nó thấy ngán thôi à, rồi nghe đó dạ thấy là trong viêm gan do rượu AST tăng hơn là vì nó chịu họ có con đường lắc tạp từng cái men lơ đi hạ và này là sẽ tác dụng qua cái citochrome trong 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 cái tí thể cho nên là sẽ làm tăng AST cao hơn ALT Sáng trường còn lơ đi hạt thế nào tăng lơ đi hạt chứ Nhà ý là muốn chuyển hóa lơ đi hạt thì hắn phải cần năng lượng mới cái chu trình đó là hắn sẽ tác dụng qua cytochrome P450 cho nên là hắn sẽ làm tăng AST cao hơn trong khi ALT thì hắn nằm ở ngoài cái bao tử của tế bào gan nhiều hơn Đó cũng là một cách giải thích nữa, hả? À, cao mấy hàng rồi. Còn hay gì hả? Rồi các bạn nào có cách giải thích khác không? Các bạn nào giải thích khác không? À, vì đang trong bên đang tăng bên đang cái rượu á, thì thằng ALT nó sẽ tăng ít trên AST. Thì trong phim vàng rượu á, thì thường thường á, là sẽ có tiết ra một chất đó là pyridoxine sulfate. Mình đọc cái nhiều tài liệu ấy thì tài liệu đại học ở Hà Nội thì ghi là pyridoxine một phốt phát rồi. Còn tài liệu trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, do cô Khánh Tường viết thì pyridoxine sản phẩm phát thì trong những cái uống rượu thì nó tiết ra một chất đó là pyridoxine sản phẩm phát đây là một yếu tố nó đồng hoạt động của ALT nó giống ALT là nó với nó là ức chế sự phát triển ức chế sự tăng của ALT virus sản phẩm phát ức chế tăng ALT ngoài ra trong cái việc có cả coenzyme nó đồng hoạt động của ALT nên là thúc đẩy ALT nó tăng cao nhiều hơn và nguyên nhân chính là do nó tiết pyridoxine sáu phosphate ức chế tăng ALT rồi hỏi tiếp xem thay mười ba tuần trong tập nhận đâu tuần rồi mười ba có lại cần lâm sàng một lần nữa hả cần làm chi nữa hè rồi mời bạn hỏi tiếp cần làm chi nữa đấy là mình đưa ra ba cái mẫu thôi
con đổi gặp một bệnh nhân sụn phổi vang nổi mụn nước từ cơn nào gì nữa rồi Nguyễn Mai Thanh Thảo Long Văn nữ đi hè về Văn Nam những chốn chầm quá ấy rồi Nguyễn Mai dạ, Thanh Thảo em thưa thầy ạ. Dạ em thưa thầy là để đi mình nói cho về này khi nào một bệnh á mua vào viện có sốt thế thì mình nghe cơn nào những sẽ nghiêm đi cho hoàn khỏi bỏ sốt này đi lắm thi nữa mình thi như đi lắm sọt cái gì đúng không mình chỉ ra gặp nhỏ vì sao nhóm tìm nguyên nhân xét nghiệm tim nhanh. Nhóm thứ hai là các xét nghiệm thông thường. Nhóm thứ ba là các xét nghiệm đánh giá chức năng gan thận hoặc là xét nghiệm tim biến chứng nữa là không sót. Rồi cần làm thêm xét nghiệm gì nữa? Dạ em thưa thầy là bệnh nhân có nãy vào viện là có hơi khó khăn và một cái bị rồi mình nên chụp X quang phổi cho bệnh nhân. Chụp X-quang phổi á, bệnh nhân chụp X-quang phổi được không? Em quên mất bệnh nhân đang mang thai ạ, dạ không ạ. Bệnh nhân có ho rồi, ho ca nó mà gặp bệnh nhân bình thường cả đó, thì mình chụp X-quang phổi thì đó cũng là xét nghiệm thường quý rồi, anh có bệnh nhân có viêm phổi không? Nhưng bệnh nhân có thai chụp X-quang phổi được không? Hiểu hả? Dạ, với bệnh nhân một phần nữa là bệnh nhân cũng đang có sốt là 38 độ C. Rồi chứ là chưa đáng mơ em để loại trừ kia viêm phổi đấy nhé, vì trong từ đầu vùng có biến chứng viêm phổi mà. Dạ. Yeah. Thì mình cho bệnh nhân đi chụp X quang được. Thì mình cần làm chứ? Dạ. Có cho bệnh nhân siêu âm phổi màng phổi. À siêu âm thì dừng lại ngang màng phổi thôi ở đồng đội xem màng phổi. Cần có viêm màng phổi hay không? Cần có tràn dịch màng phổi hay không? Rồi ngoài ra lợi của mình những có viêm phổi thì mình làm chứ để đánh giá. Dạ X quang được CT cũng được rồi còn cái gì có thể chấp nhận được không thì CT thì giống X quang rồi nhé đồng thời chụp MRI nhá thì mình có thể chụp MRI thì nó không còn chỉ định trong phụ nữ có thai nghe chưa em chụp MRI nếu trong trường hợp mà mình những viêm phổi rõ ràng á mình nghi ngờ mình phải tiện mình có thể cho chụp MRI nha. Còn nếu mà giống như bệnh nhân nặng quá rồi thì mình ưu tiên cứu mẹ chứ con có cái tình sau thì cái CT hoặc là X quang như vậy chụp hết rồi cứu mẹ đã mới giống như bệnh nhân quá nặng hả mình phải kiểm tra theo dõi hàng ngày thì phải chụp thôi còn ảnh hưởng thì con thì chụp mình sang làm sau nếu bệnh nhân chấp nhận hả? Rồi tiếp làm xét nghiệm chứ nè. Dạ nếu mà bệnh nhân sốt sau đó bệnh nhân sốt cao nữa thì lấy máu cây máu cho bệnh nhân kỳ máu thì mình kỳ mấy mẫu dạ thưa thầy lấy máu tại thời điểm nào tốt nhất và kỳ dạ. Mấy mẫu lấy máu tại thời điểm mà bệnh nhân có sốt là cái hai mẫu vì sao là kỳ hai mẫu dạ thưa thầy là em không nhớ nữa em chỉ nhớ là cái hai mẫu thôi cái hai mẫu đó một màu dành cho hiệu khí một kỳ khí đó cái vi khuẩn dạ. Nếu mà cái lò đó mà nó chỉ có được nuôi dưỡng được trong môi trường kỳ khí thì phải có lò riêng hoặc là có lò môi trường hiệu khí thì cái lò riêng nữa còn nếu mà họ sản xuất được một cái lò mà có thể là vừa cậy được hiệu khí vừa cậy được kỳ khí thì mình lấy một mẫu nha dạ rồi cậy mau để tìm nguyên nhân cái sốt là có gì không tiếp cái máu là mục đích để em cậy tìm vi khuẩn hay là cậy tìm virus dạ để tìm vi khuẩn rồi chi nữa dạ nếu như mà ban của bệnh nhân mà có bị bụi nhiễm thì có thể lấy dịch ở trong cái ban nó đi cấy nuôi cấy có vi khuẩn rồi cậy mù nếu mà có mù cậy mù mà hiện tại chứ có mù nên là chưa kể được rồi chứ nè thật sự bệnh nhân phát ban đó thì mình nghĩ đến các bệnh chứ thì mình cần phải làm xét nghiệm chứ để chừng ngoài xác định cái bệnh đó dạ là phân huyết thanh có thể dạ làm miễn dịch đó miễn dịch mới làm chứ dạ tìm định danh vi khuẩn định danh vi khuẩn là làm như thế nào dạ làm có thể là tìm kháng nguyên hoặc là kháng thể của
của virus hay là vi khuẩn? À, tiêm kháng nguyên là mình tiêm bằng cách nào? Dạ, thưa thầy là mình tìm làm PCR DNA hoặc là PCR RNA. Chứ em nghĩ đến con chết là em cho là trên thể Dạ, đem thưa làm thầy PCR là nó không biết con chết, vì muốn làm nhận PCR nó phải cần virus một đoạn gen mồi nhé, là sự mình nghĩ đến con chết ạ. là lấy cái đoạn gen mồi con nó thả vào trong đó cho nó sao chép lên, thấy chưa? Con mình phải nói với con chứ chưa em nghĩ để mình gì để em cho thì con này là Dạ, em đang nghĩ đến bệnh thủy đậu thì làm DNA PCR. của con chi em biến ấy đến đây của bệnh của con chứ à, đến đây của virus Của B hay là của hết bét virus hay là gì thủy đậu là varicella zoster. à, thì mình làm PCR để phát hiện đến đây của varicella zoster ấy, các em chỉ cần ghi PCR của varicella zoster thì họ làm được, họ đưa cái đoạn gen mồi con là thả vô à. Thì coi nhìn nhận lên hay không để tính được nồng độ. Rồi thì bệnh phẩm nó mới lấy bệnh phẩm chứ là điều dưỡng ở đây chứ bác. Rồi chứ lấy cái chỉ để mà đi làm PCR đây. Dạ, thưa thầy là có lấy dịch ở trong nước đậu hoặc là lấy máu. Hoặc là lấy dịch ở trong nước đậu ạ. À thì có thể khi mà nhân trong giai đoạn sớm hả, trong 7 ngày đầu á thì có thể lấy dịch trong một đầu hoặc là trong trong máu đều được hả. Dạ. Rồi chứ nữa à, hiện tại là bệnh viện họ bảo về là đoạn cái môi này hết rồi, đó là bệnh nhân này có tiền tạ đắt để đi xét nghiệm đắt tiền vậy, có tiền tạ thì là xét nghiệm chứ, Dạ, làm hoặc là bệnh nhân của viện tiền trẻ là PCR âm tính làm chứ. dạ là tiền kháng thể của virus ở trong máu À, kháng thể chứ, tiêm kháng thể chứ lại có ý ra là hỏi ý tới đây. IgM ạ. Là phải có kháng thể IgM của varicella zoster ở trong máu dương tính yeah. À, thì có thể chẩn đoán được. Rồi ngoài ra làm xét nghiệm thế này không, là xét nghiệm mà tìm tạc nguyên nhân là mình có kỹ máu này à, rồi do bà nghĩ đến từ đầu nên là bà làm PCR của varicella zoster trong lấy bệnh phẩm đó là dịch từ một đầu hoặc là máu rồi tìm kháng thể có được trong máu IgM trong máu rồi ngoài ra mình làm gì nữa, đó là xét nghiệm tìm nguyên nhân rồi, để xét nghiệm tiếp theo là xét nghiệm về cả sinh hóa là mình làm gì, nếu như bệnh nhân Dạ mà hay là mấy ngày để ăn được nơi người mệt mỏi dạ làm điện giải đồ làm điện giải đồ rồi chứ ừ. nè, trong điện giải đồ nó thường là làm ra là có mấy chất gì để mình Dạ theo thưa dõi thầy cái gì là nắc kali cộng và natri cộng rồi natri kali và clo cộng và rồi còn làm chi lại nhỉ dạ là xét nghiệm ạ. Protein máu bệnh nhân. bộ tiên mẫu để làm gì Dạ, đỡ bệnh nhân ăn uống kém. chỗ ăn uống kẹt mấy ngày đó mình giảm bộ tiên hình chiếu mà hỏi Bị ơi đúng rồi glucose máu glucose máu đúng rồi là ăn hà glucose máu răng là hôn mê răng nhá vậy là glucose máu đấy nhá kiểm tra coi nhá mấy cái xét nghiệm sinh hóa thông thường chúng ta điện giải đồ glucose máu hả rồi làm chức năng gan là mình làm những xét nghiệm gì Dạ, bilirubin tầm khoảng bilirubin trực tiếp với làm hoặc tỷ á vì protein toàn phần thời hoặc trực gian. tiếp thôi á Dạ và và vì nếu mà có vitamin toàn phần về trực tiếp cho mình là dễ từ ra ra việc cái vitamin gián tiếp rồi rồi chứ nữa dạ làm chức năng đông máu với bệnh nhân. đó nói tôi nghe cho bệnh nhân đứng cần làm ok rồi tiếp chứ Dạ. nè chức năng đông máu chứ nè chức năng đông máu là thôi làm tỷ protein này vì đang mà bệnh nhân viêm gan á và suy chức năng tế bào gan thì tỷ globin giảm Dạ thưa thầy là tại vì bệnh nhân không tổng hợp được các yếu tố đông máu là 2, 5, 2, 7, 9, 10 ạ. à bệnh nhân có suy chức năng tế bào gan nên là giảm tổng hợp được chưa à, protein á là yếu tố hai nhé protein là yếu tố hai thấy chưa
Rồi chứ nữa, về thứ hai này nếu bệnh nhân cũng có viêm gan, thế viêm gan nó phù cả tế bào gan, làm tắc cả cái con mật thì sẽ không có mỗi mực sữa dưới ruột được. Nếu không có mỗi mực thì sẽ không hấp thu được cả vitamin to tan trong dầu đó, có gồm có vitamin K ấy, nếu có vitamin K thì yếu tố hai cũng phụ thuộc vào vitamin K, nên là nếu không có vitamin K giảm hấp thu vitamin K nên là tỷ bilirubin cũng giảm. Rồi làm trải nghiệm chứ nữa. Rồi là gần như đầy đủ ở đó ấy. À, bạn kể gần như đầy đủ đó. À, làm điện thêm cái gì đó đang còn thiếu điện giải đồ này. Vì chức năng gan thì mình những cái chưa cần thiết làm hả? Mình chỉ cần làm chức năng thần thôi. Còn làm men gan thì có men gan tăng thì mình làm việc chức năng gan, điện giải đồ, glucose máu. Rồi là hầu như đủ rồi. Rồi cảm ơn. À, cho bạn một điểm cộng nhé. Rồi mình quay lại một xí nhá, quay lại về bệnh sử này, các bạn quay lại bệnh sử lâm sàng và cần lâm sàng để đưa ra các hội chứng và chẩn đoán cuối cùng. Rồi mời một bạn đã đọc to hết tư tưởng này rồi, mời bạn Lê Hồng Quân. Lê Hồng Quân Thầy, em chào thầy ạ. Đọc to rộng để rõ ràng này. Đó, đọc đọc sơ lại hay là đọc hội chứng và thầy? đọc slide á, đọc slide đâu em tổng hợp sao ấy. Đó. Đó, thứ nhất là bệnh nhân đang mang thai con số tuần thứ 13, là giáo viên mầm non. Hai, bệnh sử là bệnh khởi phát cách nhập viện 3 ngày, khởi đầu với mệt mỏi, sốt nhẹ, chán ăn, khó khăn, chảy mũi nước. Một ngày sau thì xuất hiện các nốt màu đỏ nhỏ nổi gô lên da, sau đó to hơn và có dịch trong. Về tiền dịch tễ và tiền sử là trước đó khoảng 2 tuần trong lớp có một trẻ có triệu chứng tương tự. Hiện tại trẻ có nhiều trẻ trong lớp có triệu chứng tương tự, chưa từng có triệu chứng tương tự trước đây, chưa tiêm phòng bệnh thủy đậu, quai bị rubella và sởi ạ. Khám lâm sàng, bệnh nhân tỉnh mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 38 độ C, huyết áp 120 trên 80 mm thủy ngân, da có nhiều hình thái ban khác nhau trên một vùng da, da sẩn đỏ, mụn nước trong đục, lòng bàn tay chân không có ban, ngứa nhẹ, hạch ngoài biên không sôi thấy, rát hồng nhẹ, hồng đỏ sưng nhẹ, không có mủ, vài mụn nước ở niêm mạc má, khẩu cái, thanh sau họng, khó khăn ít, phổi thông khí rõ, không nghe rán, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Cần lâm sàng các xét nghiệm cần làm công thức máu bạch cầu 8.000 đến 3 HB 10,5 gram trên decilit, tiểu cầu 250.000 trên 3 mm, CRP 30 mg trên lít, AST, ALT, ure, creatinin bình thường, siêu âm một thai 13 tuần đang phát triển trong tử cung. Mm ba là chỉ để mm khối đây. Đọc mm khối nhé. Rồi em tổng tất cả hội chứng và dấu chứng gọi cho mình những này. Em thực thấy là em thấy trên bệnh nhân có các hội chứng như là hội chứng nhiễm virus, bệnh Được. hội chứng viêm long đường hô hấp trên, có dấu chứng phát ban và một số dấu chứng có giá trị như là bệnh nhân có mang thai 13, đang siêu âm thai có thai 13 tuần tuổi và tiền sử thì chưa tiêm vaccine và dịch tễ thì có tiếp xúc với nguồn bệnh và đang ở trong vùng dịch, tại vì thấy có nhiều trẻ cùng mặc triệu chứng tương tự. Rồi dựa vào cả hội chứng và dấu chứng mình tổng hợp được thì em chẩn đoán. Em chẩn đoán là thứ nhất là bệnh hả, thứ hai giai đoạn, thứ ba biến chứng và thứ tư là bệnh kèm hả. Thì em chẩn đoán là thủy đậu giai đoạn, theo dõi thủy đậu giai đoạn toàn phát và chưa có biến chứng. Rồi chứ nhỉ không? Đang cả bệnh kèm thai không? Đó. Mang thai con sau 13 tuần nữa bệnh kèm chứ nhỉ không? Để cái dấu dẫn thiếu máu này là cái bệnh mô đi thiếu, đó, có thiếu máu. Đúng rồi hả? Thì đấu giai đoạn tăng phản thì máu tiến thai con sau 13 tuần đó, thì cảm nghe là bạn trả lời rất chính xác nhé, cho bạn một điểm cộng. Rồi mời một bạn tiếp theo điều trị thêm những này. Rồi bạn Trung Tỉnh Thành. Rồi về điều trị nguyên nhân là mình cần điều trị gì? Trung Tỉnh Thành có nè.
liều lượng trên máy đầy đủ hả? Ừ, rồi tiếp chị nào. Bệnh nhân có sốt đau đau dạ dày. Rồi chị nữa, bệnh nhân còn ngứa. Liều như thế nào? Một lần giao ban sao một ba lần chuẩn luôn ý, lần sau gặp bệnh nhân thì đầu là mình điều trị y chang như thế là được. Loratadine thì 10 mg trên ngày được chưa, hoặc là cetirizine 10 mg trên ngày rồi điều trị triệu chứng chỉ nữa không, ngoài ra còn triệu chứng chỉ nữa không, bệnh nhân có cần điều trị hỗ rồi đến điều trị hỗ trợ điều trị gì? Hỗ trợ đã, con số 3 đi từng thứ tư hả? Điều trị hỗ trợ đang điều trị chi? Giống như là dinh dưỡng là mình cần khuyên mình như thế nào? Rồi, thì được nên là mình những có đau rạc họng này, có nhiễm virus này, thì khuyên mình những ăn uống thế nào? Nữa vì bệnh nhân có cả một đồ trong họng á, bây giờ nó mềm nhưng mà những ăn đau thì mình khuyên chi nữa, thức ăn thế nào, ăn đồ cay chua được không? À, chỉ thức ăn cay chua thì ăn mềm như ăn cháo nhưng phải đầy đủ chất dinh dưỡng, cháo nhưng phải có thịt gà xay nhé, cho nên ăn cháo trắng, ăn cháo trắng đủ chất dinh dưỡng. Thứ hai bệnh nhân có thiếu máu hả? Thiếu máu thì kể đi là do được mang thai thôi, cũng phải thiếu máu cấp, cũng không chứa đủ chỉ định để truyền máu, nên là nếu có thể điều trị được hoặc nếu bệnh nhân ra viện thì mình điều trị, thì mình điều trị thiếu máu điều trị bằng gì? Thông thường phụ nữ mang thai là hay thường thiếu máu do thiếu sắt hả? Mới đây công thức máu thì mình không có ghi kích thước hồng cầu với mời sẽ về kích thước hồng cầu C hạt C hả? Rồi để coi thiếu máu, thiếu máu nhiều sắc hồng cầu nhỏ hay là thiếu máu bình sắc hồng cầu nhỏ, thông thường phụ nữ có thai hay là thiếu máu hồng cầu nhỏ, thì thiếu máu hồng cầu nhỏ là đâu, thiếu máu thiếu sắc thì mình cần bù gì? Đúng là phụ nữ có thai là bắt buộc sử dụng axit folic. Vì sao phụ nữ có thai là mình cần bổ sung axit folic? Nếu mà thiếu axit folic, nếu người bình thường thiếu axit folic hoặc vitamin B12 thì dẫn đến thiếu máu gì? Vì sao thiếu máu không cầu to? Vì sao thiếu thiếu vitamin 2 dẫn đến thiếu máu không cầu to? Vitamin B12 giúp cho sự phân chia ADN trong quá trình phân chia tế bào hả? Nên là nếu mà không có vitamin B12 á, thì tế bào nó không trưởng thành, không cầu, không cầu là còn là một tế bào á, không trưởng thành thì nó lớn, nha. Không cầu không trưởng thành thì nó sẽ lớn hơn không cầu trưởng thành. Rồi điều trị thiếu máu, điều trị biến chứng hiện tại bệnh nhân có biến chứng gì không? Một viêm phổi có chim này thì ho khan thôi. Mình kiểm tra lại hả, ho như thế nào, có đàm hay không, rồi nghe phổi có âm trang gì không, rồi kiểm tra SpO2 hả, làm nếu mà bệnh nhân mà có suy hô hấp thì mình làm thủy máu động mạch. Hiện tại thì viêm phổi thì chưa hả,
với các bệnh viện chỉ có nói là viêm phổi cả. Rồi hiện tại thì biến chứng thôi, đang chẩn đoán chứ có biến chứng mà. Rồi dự phòng, cần dự phòng những gì? À, nè, nếu mùng được năm sau lưng mà năm nó bùng mới đâu tao mà tận chỗ mô. À, để dự phòng bội nhiễm ở da thì biến chứng hay gặp nhất đó là bội nhiễm da, thì để về dự phòng bội nhiễm ở da thì mình khuyên bệnh nhân là tắm rửa hàng ngày là được nhé, tắm rửa hàng ngày nha. Rồi cảm ơn em bạn trả lời đầy đủ rồi đó. À, công cho bạn một triệu công ấy, à, chúng tưởng thành triệu công. Rồi mời bạn tiếp theo, bạn tiếp theo giờ lại xong phần trả lời không. Rồi mời bạn Đoàn Nguyễn Ân. Dạ có em ạ. Rồi em trả lời những câu hỏi của bệnh nhân thắc mắc nữa. Dạ thưa thầy, là nếu mà sau khi mà bị mắc bệnh thủy đậu mà nếu mà bệnh nhân không có bù nhiễm do thì sẽ không để lại sẹo ạ. À rồi, à, nếu không bị nhiễm da thì không để sẹo. Rồi em trả lời còn bạn mới trả lời luôn, mới hỏi còn bạn mới hỏi đó, họ nó không chạy đó. Dạ thưa thầy, là nếu mà bù nhiễm do là sẽ gây ra là nếu mà trong trường hợp mà do bị đại xước sẽ dẫn đến là nhiễm trùng, có sưng nắng đỏ đau từ vùng da đó ạ. À. Sưng nóng đỏ đau, nhiễm trùng thì sẽ có sưng nóng đỏ đau, có bùi nhiễm thì sẽ có mụn ấy. Thường Dạ thường có vi khuẩn ở mụn. da là vi khuẩn không tụ cầu và liên cầu, thì cả vi khuẩn ngoài bao đây nhé thì có sẽ có sưng mụn. Rồi bệnh nhân thông thường bệnh nhân từ đầu vô khi vào viện ở đây là thường hệ sổ có nên nhiễm, bệnh nhân đột ngột sổ tờ lai sổ cao đẹp trúng thì mình nghi ngờ bùi nhiễm ha. Rồi mình làm công thức máu là bạch cầu tăng đa số là nhiễm trô, còn thông thường từ đầu nếu không có bùi nhiễm thì bạch cầu bình thường nha. Rồi làm CRB thì CRB tăng cao hơn 40 mg trên lít. Tiếp, trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa thầy là có thuốc điều trị không, nó sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi à, và acyclovir sẽ dự phòng được các biến chứng cho phụ nữ có thai à. Biến chứng gì? Dạ thưa thầy là có biến chứng như là sảy thai, thai lưu, quái thai à. Chưa có ai nói là acyclovir là dự phòng được các biến chứng về sảy thai, thai lưu và quái thai cả. Mình những Dạ người là dùng acyclovir có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Vì acyclovir nó sẽ qua được hàng rào nhau thai ấy. Nếu mà qua được hàng rào nhau thai thì có khả năng vào trong máu của thai nhi. Thì họ hỏi là có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? là người ta nghiên cứu là trong là nó thuốc này là tuy nó qua được cái hàng rào nhau thai à, nhưng mà nó sẽ không không ảnh hưởng đến thai nhi à. Theo lý thuyết thì có thể có ấy, nhưng cho thực tế lâm sàng cả nghiên cứu thì không có, không ảnh hưởng đến thai nhi. Vì họ nói là trường hợp mà chưa biết 50-50 rửa thì vì sao phải điều trị cho bệnh nhân, lợi ích của nó là gì, vì bệnh nhân vô viện ngày thứ ba rồi. Mà acyclovir là hiệu quả tốt nhất là khi trong 24 giờ đầu sau khi khởi phát vô bệnh vô viện ngày thứ ba rồi, thì họ nói là vì sao cần phải điều trị acyclovir cho bệnh nhân. Dạ là bởi vì acyclovir nó sẽ dự phòng được những biến chứng nặng như là viêm phổi là trên phụ nữ có thai à. Rồi hả? Thứ nhất là mình giải thích cho mình sẽ chọn các thuốc này. Đầu tiên là acyclovir, thì cả nghiên cứu cho thấy nó không ảnh hưởng gì đến thai thai nhi cả ấy. Chứ có nghiên cứu chính xác tới người, những nghiên cứu chuột và rửa thì không có, và một số nghiên cứu mình những phụ nữ có thai mình dùng bị hep bét họ dùng acyclovir tiền mặt đó, thì cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của thai nhi. Thứ hai nữa là phụ nữ có thai có nguy cơ cao vì viêm phổi thủy đậu, mà viêm phổi thủy đậu là biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao ấy, nguy cơ tử vong từ 10 đến 30%, nên trường hợp này là nên sử dụng acyclovir. Không ảnh hưởng thai nhi, có thể dự phòng được biến chứng nặng cho mẹ nên là dùng được. Rồi chào nghe tiếp. Và về nguy cơ đối với thai nhi là theo nghiên cứu thì có khoảng nếu mà mẹ bé khi đậu là có khoảng 2% là có nguy cơ bị dị tật, nhưng mà thường là sẽ là dị tật nhẹ.
Vì vậy là mình tư vấn với bệnh nhân là vẫn nên tiếp tục giữ thừa, nhưng mà cần phải khung sàng lọc vào vào tuần thứ 20 của thai kỳ và để tầm soát những cái biến chứng tiền thừa. Đúng rồi, bệnh nhân mang thai 20 tuần đầu mà có bị thủy đậu thì có cơ hội chứng thủy đậu bẩm sinh, thì biết nhà nặng hay răng. Thì khuyên bệnh nhân thì nên đi sang bệnh nhân tuần thứ 13 rồi nhé, nếu mà họ chưa sàng lọc quý 1 thì nên đi sau khi ra viện thì nên đi sàng lọc quý 1, còn nếu mà họ sàng lọc quý 1 rồi thì khuyên đi sàng lọc quý 2 vào tuần thứ 20 của thai kỳ, để coi là có cả gì tật gì trên trẻ hay không. Rồi hỏi tiếp, chuyện thì axit clovir nó qua được nhau thai, để nó có làm giảm tỷ lệ hội chứng thủy đậu bẩm sinh hay không? Dạ Nó là qua được nhau có thai có hả? Rồi đợi em nghiên cứu ấy, hiện tại chỉ có nghiên cứu nào là nói là chưa có nghiên cứu là nói là axit clovir giảm ạ. tỷ lệ hội chứng thủy đậu bẩm sinh nữa, còn có hay không thì chưa biết, còn vài bữa em về em nghiên cứu nhiều khi được giải thưởng cao hả, hiện tại chưa biết ấy, mặc dù nó có Dạ qua là hàng rào nhau thai nhưng là nó có làm giảm hội chứng thủy đậu bẩm sinh ở trẻ hay không thì vẫn chưa biết chưa em nghiên cứu mới biết được lần rồi, chờ bạn về nghiên cứu rồi, cảm ơn bạn cộng cho bạn một điểm cộng dạ em cảm rồi. ơn ạ. Mời bạn tiếp theo. Rồi, mời bạn tiếp theo. Là bị hai ấn luôn à? Nguyễn Hồng Đoan ấn nè. Nguyễn Hưng ấn, Nguyễn Hồng ấn Đoan hay là Đoan Nguyễn Hồng Ngân? Đây hai ấn luôn. Dạ, em do em chưa test cái giơ tay thầy. Dạ. Rồi, rồi mời bạn tiếp theo chị giống đó này. Rồi, Nguyễn Thị Mai Phương. Rồi Dạ alo. nghe rõ. Dạ, các biện pháp dự phòng chung cho người chăm sóc bệnh nhân đó thì em nghĩ những người chăm sóc cần hạn chế tiếp xúc, ví dụ như là phải đeo khẩu trang và khi tiếp xúc bệnh nhân thì nên vệ sinh tay sạch sẽ, không có để tay tiếp xúc với bệnh nhân, chạm lên mắt hay là ăn thức ăn sau đó. Dạ, tại vì Rồi là đeo khẩu trang khi tiếp xúc bệnh nhân rồi, đầu tiên là hạn chế tiếp xúc bệnh nhân thì không cần thiết cả, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân, rửa tay sau khi tiếp xúc bệnh nhân rồi, các chất thải bệnh nhân hay áo của bệnh nhân thì cần phải xử trí hợp lý hả? Rồi câu hỏi tiếp theo. Còn một người bạn của bệnh nhân là có nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân đó, trước cái bệnh nhân nội bang là 5 ngày thì họ điền tới hỏi bác sĩ ở Phương á, là thì họ nên là dùng biện pháp gì để dự phòng mắc bệnh thủy đậu. Dạ vì thì đậu có khả năng lây là trước khi nổi ban một ngày và cho đến khi nốt nốt ban nó bong vậy, thì người bạn đi họ tiếp xúc với bệnh nhân trước khi nổi ban 5 ngày nên khả năng mà bị lây thì rất là ít ạ, hiếm ạ, Là không có luôn ạ. dự phòng như người bình thường hả? Ở trường hợp này là dự phòng như những người bình thường, không phải là dự phòng sau phơi nhiễm. Rồi những người tiếp xúc với nhân trước khi nổi ban một ngày và khi ba còn đánh giá thì người đầu tiên là người đã tiêm vaccine phòng thủy đậu tiểu tay rồi. Thì vì vaccine thủy đậu hay đều nó có khả năng miễn dịch lâu dài á, thì nên những người đã tiêm vaccine thì chỉ nên dự phòng như người bình thường là nên nên đeo khẩu trang rồi vệ sinh tay sạch sẽ thôi ạ. Còn chứ họ nói là họ có tiếp xúc mình những người chứ họ về nhà thôi chứ tiếp xúc nữa chứ họ cần làm gì để dự phòng thôi. Dạ không ạ. Theo dõi thôi hả, Dạ. thì tiêm vaccine thì tỷ lệ hiệu phòng bệnh là đến 90% hả, thì cũng có thể là có người chọn bị nhiễm nhưng triệu chứng nhẹ nhàng thì trường hợp này thì chỉ cần theo dõi thôi, không cần dự phòng sau khi nhiễm. Dạ. Rồi người tiếp theo, người mắc thủy đậu trước đây. Khi mà họ đã mắc thủy đậu thì họ cũng có một miễn dịch nên cũng không cần phải làm gì sau khi mà tiếp xúc với bệnh nhân ạ. Nên theo dõi thôi ạ. Với những người mà chưa có miễn dịch với thủy đậu mà sau khi tiếp xúc với bệnh nhân là mình dự phòng giống như một trường hợp là sau phơi nhiễm, là những người đó
có thể đi tiêm vaccine nếu mà trong 5 ngày. À đúng rồi, tại vì tiếp xúc với bệnh nhân một ngày trước khi nổi ban và khi còn ban trên da thì em nghĩ bệnh nhân nên tiêm vaccine ạ. Đối với những em bị có miễn dịch bình thường thì sử dụng chloroquine miễn dịch được không? Dạ cũng được ạ. À được, Tại nhưng vì là không có chỉ định hả? Vì chloroquine miễn dịch là dành cho những đối tượng khác hả? Ví dụ bên miễn dịch bình thường thì mắc ở đâu thường là nhà, nên là không cần sử dụng chloroquine miễn dịch. À, nếu mà trong vòng 5 ngày sau khi nhiễm thì có thể dùng tiêm vaccine để dự phòng. Dạ, về đứa trẻ 9 tháng tuổi thì vaccine chống chỉ định với trẻ dưới 12 tháng. Vì vậy những cái đứa trẻ mà dưới 12 tháng thì có thể tiêm globulin miễn dịch. À, không cần nhé, globulin dịch nó phải dành cho trẻ dưới 9 tháng tuổi, dành cho những người mà có nguy cơ mà mắc bị đau nặng á, nên trẻ 9 tháng tuổi đã làm cách nào để dự phòng. À, những đứa trẻ này thì nên theo dõi. À, những đứa trẻ này là theo dõi thôi hả, theo dõi trong vòng khoảng đến 3 tuần thôi, vì trẻ dưới 9 tháng tuổi á, là không có chỉ định để tiêm vaccine này, thứ hai là không có chỉ định sử dụng globulin miễn dịch. Thứ ba nữa là thường thường những trẻ này mà nếu mà mắc bệnh thì đâu thì là triệu chứng thường là nhẹ nhàng, nên mình cũng không cần sử dụng áp dụng các biện pháp dự phòng cho phê điểm. Những người phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch mà chưa có miễn dịch với thủy đậu thì có thể sử dụng globulin miễn dịch ạ. À, nếu mà trong vòng 4 ngày á, thì sử dụng globulin miễn dịch, hay là như họ nói là khi họ gọi tới bên họ là đã tiếp xúc từ đó là 6 ngày rồi, thì mình dùng cách nào? Nếu mà đã 6 ngày rồi thì họ có thể sử dụng acyclovir để dự phòng ạ. Và liều Nếu lượng mà thì giống như điều trị. đúng rồi hả, nếu mà họ đã tiếp xúc trên 4 ngày rồi á, thì globulin dịch nó không còn hiệu quả nữa thì phải sử dụng acyclovir, mặc dù là hiệu quả nó kém nhưng là vẫn chấp nhận được chứ, là có còn hơn không nó. Thì những người này nếu mắc thủy đậu thường thường bệnh cảnh nó sẽ nặng chứ, hay có biến dẫn đến biến chứng đó là viêm viêm phổi thủy đậu, nên những người này khuyến là nếu mà trong 4 ngày á, thì sử dụng globulin dịch, mà nếu mà không có globulin dịch vì có địa phương có được không ấy, nếu không có sẵn globulin dịch hoặc là thời gian tiếp xúc mà trên 6 ngày rồi thì mình cần trên 4 ngày thì mình cần sử dụng acyclovir là dự phòng và liều chủng liều điều trị. Và thì có một bệnh nhân này, bệnh nhân hỏi này, thì sự mình có bệnh nhân 50 tuổi, có tiếp xúc bị bệnh thủy đậu, thì mình biết là bệnh thủy đậu sau này là có thể là dẫn đến là zona, thì họ nói làm cách nào để dự phòng zona sau này. Dạ em thưa thầy, dự phòng zona thì cũng có thể dự phòng acyclovir. Không, acyclovir để điều trị thôi, bệnh nhân mắc từ đâu rồi, nhưng bệnh nhân mắc từ đâu rồi ấy, giống như bệnh nữ này, bệnh nhân nữ này hả, thì họ bị mắc từ đầu thì họ nói là có thể sau này họ lớn đến là có khả năng bị zona, thì có cách nào để dự phòng zona cho họ khi sau này họ lớn đến hay không, hoặc là khi họ bị suy giảm miễn dịch á, thì có khả năng này bị zona ấy, cách nào dự phòng cho họ khỏi bị zona hay không. Dạ, em nghĩ là họ nên theo dõi thôi ạ. Tại vì họ nên tăng cường sức khỏe, khỏe mạnh. Mấy bạn bảo tiêm vaccine. Bệnh nhân đã bị thủy đậu rồi thì không tiêm vaccine thủy đậu nữa ấy, đã bị rồi tiêm chi nữa, đã có kháng thể rồi. Dạ. À, Vậy thì còn bệnh nhân này nên giữ sức khỏe, rèn luyện sức khỏe khỏe mạnh thôi ạ. Vì zona nó sẽ bùng phát lên khi mà hệ miễn dịch của mình giảm xuống. mà họ lớn tuổi đó họ khỏe mạnh, nhưng khi mà lớn tuổi thì miễn dịch nó sẽ giảm theo thời gian hả. Cách nào dự phòng không? Họ ăn uống khỏe đó, có những người ăn uống khỏe nhưng họ lớn tuổi thì miễn dịch nó sẽ giảm đó, giảm thì có nguy cơ sẽ bị zona lên trên sau này thôi, đối với những người mắc thủy đậu. Thì còn một cách nữa thì mình sử dụng vaccine phòng zona. Vaccine phòng zona là khác vaccine thủy đậu nghe, thì vaccine phòng zona được chỉ định cho những trường hợp nào, những đối tượng mà mắc thủy đậu
hoặc những đối tượng mà đã bị zona, hoặc là những đối tượng chưa biết có bị mắc thủy đậu trước đây hay không, thấy chưa? Thì sử dụng tiêm vaccine phòng zona chỉ định cho những người trên 50 tuổi, là như trên 50 tuổi thì nên tiêm vaccine phòng zona dù mắc thủy đậu hay không mắc. Còn nếu mà họ chưa mắc thủy đậu á, mình xét nghiệm là chưa có kháng thể thủy đậu trong người á, thì mình có thể tiêm vaccine phòng thủy đậu. Còn nếu mà cũng có xét nghiệm với chi cả mà họ cũng biết họ có mắc thủy đậu trước đây hay không thì cũng nên tiêm. Và họ nói có bị zona rồi, có nên tiêm vaccine phòng thủy đậu này không, cũng tiêm luôn nữa. Bị zona rồi à, vaccine phòng zona chưa, thì tiêm vaccine phòng zona thì nó sẽ giúp phòng ngừa cho lần tái phát tiếp theo hả. Thì bệnh nhân này thì khi 50 tuổi á thì nên tiêm vaccine phòng zona vì bệnh nhân mắc thủy đậu thì sau này là có nguy cơ bị bệnh zona, vì thủy đậu nó sẽ cũng bị loại khỏi cơ thể hoàn toàn, mà nó còn sống ở, nó còn thừa thể không hoạt động nữa. Hạch của đèn thì cảm giác khi bệnh nhân lớn tuổi có thể tái phát bệnh zona ấy. Thì nên nói là bệnh nhân khi mà trên 50 tuổi ấy, thì nên tiêm vaccine phòng zona nhé. Rồi cảm ơn em, cảm ơn cho bà một điểm cộng. Ui mai kia mà chưa đi thì cái study thôi, nhanh nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh này. Mời một bạn đọc 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 slide và trả lời câu tiếp theo. Bạn nói hè hay là đi đầu án hết rồi. Mình đọc cho ấy. Sau làm việc 2 ngày thì mình nhân số cao 39,5 độ C rẻ trung ngày 2 đến 3 cơ. Các nguyên nhân có thể nghĩ đến trên bệnh nhân này thì các nguyên nhân có thể nghĩ đến là gì? Bộ nhiễm da, viêm phổi và viêm màng não và viêm não. Thì khám mạch 90 lần trên vùng nhiệt độ 39,5 độ C, huyết áp là 125 trên 80 mmHg thì ngân, da thì có nhiều nốt lạch nhỏ sau khi mụn nước vỡ, vài nốt lạch có kích thước lớn sâu và có nhiều mụn vàng, đau rát nhiều, cổ hai bên đau nhẹ, dễ hàng rõ và di động, đau đầu nhẹ, không nôn, không buồn nôn, các dấu mấn não âm tính, thì phổi thì bình thường, các cơ quan khác cho bạn thì bình thường. Thì ở bệnh nhân này là chẩn đoán là gì? Rồi mời bạn tiếp theo, mời bạn đang toàn Nguyễn Thị Mai Phương nhé, còn 3 năm nữa không? Rồi chẩn đoán là gì hả? Đây các bạn giơ tay lại đi, giơ tay lại đi, giơ tay lại là trình diễn lại nhé. Rồi bạn Lê Hồng Quân, mời Lê Hồng Quân. Dạ em chào mời thầy chẩn ạ. đoán là À, gì. chào thầy em thì bệnh nhân này đã có biến chứng là bộ nhiễm da. À cái chẩn đoán đầy đủ luôn em. À, dạ thủy đậu giai đoạn toàn phát biến chứng là bộ nhiễm da. Gì nữa, mình như có bệnh nền rồi chứ nữa không? À, thai con số 13 tuần và thiếu máu. À, thiếu máu tính, thiếu cơ địa là phải có 63 tuần. Rồi, mình những điều trị những gì? Điều trị bộ nhiễm da thì mình sẽ dùng kháng sinh hoặc men tính hoặc là sẽ phá hại À, sulfuroxim. trường hợp cái bệnh nhân là sau khi nằm viện 3 ngày thì bệnh nhân có sốt, có nhiễm trùng, thì đây là gọi là trường hợp nhiễm trùng bệnh viện hay là nhiễm trùng cộng đồng. Nhiễm trùng bệnh viện. Nếu một bệnh nhân sau khi nằm viện 2 ngày mà có nhiễm trùng thì gọi là nhiễm trùng bệnh viện ấy, 48 giờ sau nằm viện, mình loại trừ các nguyên nhân mà có thời gian của bệnh kéo dài á nha. Trước đó bệnh nhân cũng có nhiễm trùng, mà cái nhiễm trùng nguyên nhân khác mà vô viện mà có nhiễm trùng sau 48 giờ thì gọi là nhiễm trùng bệnh viện. Thì nhiễm trùng bệnh viện á, ở trường hợp này bệnh nhân kỹ ra là có Staphylococcus aureus dương tính, là tụ cầu vàng dương tính, bộ nhiễm da tụ cầu vàng. Thì trường hợp này em sử dụng kháng sinh gì? Tại nhiễm trùng bệnh viện thôi thì không sử dụng kháng sinh thông thường nữa ấy, vì những con vi khuẩn ở bệnh viện nó đại cá rồi ấy, nó tiếp xúc với cả kháng sinh thông thường quen rồi, nó kháng với cả kháng sinh thông thường rồi ấy. Là nếu mà chưa có kháng sinh đồ về ấy, thì em sẽ điều trị gì? À, theo em thì em sẽ điều trị theo hướng là MRS ấy, là điều trị vancomycin Điều trị vancomycin nhá, một là linezolid hoặc là linezolid là trong trường hợp mà kháng vancomycin á. Trường hợp này dạ. thì mình điều trị vancomycin cái đó, thấy chưa? Mình điều trị vancomycin 2 gram trên ngày, chia 2 lần, rồi vệ sinh vết thương, vệ sinh mũ. Rồi cảm ơn bạn, bạn Quân 1 điểm cộng hả? Em cảm ơn ạ.
Rồi chứ ai, đây là một cái thi kẻ là thường thường có dạng như thế này. Đơn giản thôi hả? À, có một bạn nào có đặc biệt và trả lời ba câu hỏi thì dễ cho mình. Các bạn đã trả lời chưa? À, nếu nếu không trả lời thì mai chỉ là mình là giáo bác là mình phân tích kỹ thôi nhỉ. Thì các bạn nào xung phong trả lời ba câu hỏi phía dưới. Đang nhìn chúng tưởng thanh là trả lời chứ em. Chúng tưởng thanh trả lời chứ. Rồi mời chúng tưởng thanh. À, rồi thôi nhá, cho bạn các bạn nó cảm được không? À, Trần Hà Phương trả lời chứ em. Dạ chưa. À, rồi mời Trần Hà Phương. Rồi. Dạ em đọc trước thầy. À, rồi đọc được đi. Bệnh nhân nam 23 tuổi, sinh viên y, khởi bệnh phát cách ngày nhập viện 3 ngày với sốt, phát ban mụn nước toàn thân kèm ho nhiều, khó thở nên vào viện. Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, mạch 100 lần trên phút, nhiệt độ 38 độ, 38,5 độ C, huyết áp 130 trên 80 mm thủy ngân, nhịp thở 23 lần trên phút, SpO2 90%, X-quang phổi thâm nhiễm dạng nốt lan tỏa hai phía trước. Tiền sử 20 ngày trước có khám một bệnh nhân thủy đậu, khi khám không mang khẩu trang, chưa từng mắc thủy đậu trước đây. Các chẩn đoán phù hợp với bệnh nhân này. Thưa thầy là em thấy bệnh nhân ở trong tiền sử là có khám một bệnh nhân thủy đậu trước đây là không có mang khẩu trang, thì bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ đó là tiếp xúc với người mắc thủy đậu nên cũng có thể có nguy cơ thủy đậu, và cái khởi bệnh là vừa có sốt, phát ban mụn nước toàn thân, ngoài ra là bệnh nhân có kèm thêm ho khó thở, có sốt, có mạch 100 lần trên phút tăng, X-quang phổi là có thâm nhiễm, thì em chẩn đoán là thủy đậu giai đoạn toàn phát, biến chứng theo dõi biến chứng viêm phổi. Rồi, một chẩn đoán, chẩn đoán tiếp theo là gì? Chẩn đoán tiếp theo đó là Hiện tại chưa đánh giá là cái chi nặng nhất cho bệnh nhân này. Vậy thưa thầy, nghiêm trọng nhất là cái viêm phổi ở bệnh nhân ạ. Viêm phổi là có biểu hiện gì chứ? Dạ có ho nhiều, khó thở, có SpO2 90%. SpO2 là gì? Thưa thầy là độ bão hòa oxy trong máu, động mạch. Trong máu động Ở mạch. trong máu mao mạch ạ. Mao mạch là chữ gì? Động mạch là chữ artery nè. Mao mạch là chữ gì đây? Chữ P mới. Cái đó dùng hay cái nó làm sao để hỏi kẹt 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 nó đâu ngón tay á, Dạ ok. Dạ. kẹt nó đâu ngón tay Theo á, nhịp đập ạ. cũng phải là Theo nhịp đập luôn, cũng phải luôn ấy. Cái rí là tay là trung tâm hay là ngoài biên, Dạ ngoại vi ạ. ngoài vi là cái chữ đấy chữ gì? Peripheral ấy. À, đúng rồi, peripheral là đồ bão hòa oxy máu à, ở ngoài vi thì kia. Thì nếu mà SpO2 mà dưới 92% á thì gọi là suy hô hấp, là thiếu oxy máu nha. Còn bên chỗ mà mình bộ đồ bão hòa oxy máu động mạch thì đòi hỏi là cao hơn nứt nữa hả. Thì nếu mà đo ra SpO2 mà bé hơn 92% thì gọi là suy hô hấp. Má chị em chẩn đoán có suy hô hấp chứ chưa, nhịp thở tăng này ấy. Nhịp thở đây là tên nhịp thở cao này nhá, trên 20 lần trên phút này, đây là 23 lần trên phút này. Rồi cho chẩn đoán gì mà có bao hết bao không hết tất cả các điều chỉnh mình coi nha. Suy nghĩ đi. Thông thường chẩn đoán á, nếu mình có cái chứng minh nặng á, giống như có ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn thì mình sẽ đưa ra trước để mình xử trí nha. Xử trí cho bệnh nhân sống đã. Ừ.
Thế này là suy hô hấp, suy hô hấp, viêm phổi nghi do thủy đậu, nghi do virus, nghi do virus và xảy ra là zoster. À, em nói là chị suy hấp viêm phổi gió Thủy đậu. do thủy đậu rồi con cái tổn thương da là do cái chí do gì cả nè Dạ, thủy đậu giai đoạn toàn phát rồi. rồi thêm một chẩn đoán tiếp theo là chẩn đoán gì nữa đó mà một chẩn đoán là ăn được nửa điểm thôi ấy. Vậy thầy là nhiễm khuẩn huyết nghi do thủy đậu. Nhiều không biết nghĩ ra gì đó đừng nghĩ nhiễm khuẩn nó phi đâu thì đâu là virus mà Nghi do nghi thôi hả rồi để varicella. mình vô gặp trường hợp này á thì mình phải được suy hô hấp đầu tiên hả thì tỷ lệ là bệnh những thứ nhất của những trẻ không có cái bệnh nền thì ta dùng như COPD hay là cái bệnh khác thì đây là suy hô hấp cấp rồi suy hô hấp cấp trên mình nghĩ đến thủy đậu vì có thứ nhất tiên sự tiếp xúc có ba dạng mụn nước phù hợp với cảnh thủy đậu trên thủy đậu giai đoạn toàn phát biến chứng viêm phổi thủy đậu còn chẩn đoán tiếp theo thì mình lựa một chẩn đoán nào được của những người sổ phải không có suy hấp có đôi thì mình có thể chẩn đoán là suy hấp cấp trên là bệnh nhân viêm phổi nhiễm khuẩn huyết hạn cộng đồng hoặc là bệnh nhân suy hấp cấp cho bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn cũng được thì chứ hiện tại giờ mình biết là viêm phổi do vi khuẩn này cho virus cả ha. Hoặc là siêu cấp trên là nhiễm khuẩn huyết rồi viêm phổi giờ là con chẩn đoán chính xác cái đấy nhất đó là siêu cấp trên thủy đậu giai đoạn toàn phát biến chứng viêm phổi thủy đậu rồi cả xét nghiệm Thứ cần hai lâm sàng cần là nói cho mình những này giờ thầy là em sẽ làm công thức máu, làm thứ nhất là em nghĩ đến thủy đậu thì em làm cả xét nghiệm gì để mình chẩn đoán thủy đậu hoặc là thứ giờ hai đang nhiễm khuẩn huyết hay là các vi khuẩn thì mình làm xét nghiệm gì để chẩn đoán là công thức máu CRP, làm thêm em sẽ chụp thêm cái X-quang phổi, các nhà rồi em sẽ làm thêm phát hiện kháng thể của virus, rồi làm thêm tìm DNA của virus bằng PCR, làm thêm chức năng gan, chức năng thận. Mình chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết thì mình làm xét nghiệm gì để phát hiện ở trong máu có vi khuẩn hay không Dạ. Thầy nhắc lại câu hỏi được không? trong chẩn đoán của mình là có nhiễm khuẩn huyết hả nếu như suy hô hấp cấp chế nhà nhiễm khuẩn huyết viêm phổi thì mình cần xét nghiệm gì để mà biết được là bệnh nhân này có vi khuẩn trong máu hay không Dạ thầy là cái máu. đúng ý bệnh nhân có sổ có đôi đi bắt buộc mình phải cầy máu rồi hả? Phải cầy máu rồi cả xét nghiệm cả cần làm thêm là gì nữa bệnh nhân có suy hấp hả suy hấp chắc chắn là có thiếu máu nha có thiếu máu động mạch rồi có thể có rối loạn toan kiềm thì mình nên làm xét nghiệm gì để đánh giá về tình trạng là cung cấp oxy trong máu rồi tình trạng toan kiềm của bệnh nhân Để thầy làm thêm cái máu động mạch rồi. được rồi làm khí máu động mạch tiếp làm chi nữa Để thầy là thầy anh làm thêm lắc tát máu. nó tắt máu rồi tới có nhiễm khuẩn huyết hay không có thiếu oxy mô hay không ha rồi thế nào Thầy là điện giải đồ. điện giải đồ rồi Thế thầy là em làm thêm các cho xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh như là X-quang ạ. rồi x-quang chi nữa không có gần chữa không Thứ hai là em sẽ làm thêm siêu âm để xem thử là có các xét nghiệm xem thử là có bị tràn dịch màng phổi không. ít quan thấy cái tràn dịch máu phổi đây nếu mà những cân đau bụng những cân thiếu thì cân chưa không được ấy còn nếu mà những mà mình làm nhiễm khuẩn nó vô viện nhiễm khuẩn mình không biết đó là nhiễm khuẩn đó mình chưa tìm được tiêu điểm ấy
thì mình cần làm thêm siêu âm, nên lỡ như cái loại có cái áp xe ở gan hoặc áp xe ở trong sâu á, hoặc áp xe thận nên bệnh nhân thường không đau, thường thường cả áp xe ở ngoài vỏ gần gần cái vỏ bệnh nhân sẽ đau ấy, thì mình cần siêu âm bụng để có phát hiện có ổ nhiễm trùng dưới thông của bụng hay không hả, cái ổ áp xe nhá. Rồi xét nghiệm như bạn ở đầy đủ đó ha, thứ nhất là mình phải xét nghiệm tìm nguyên nhân, giống như là mình công thức máu này, mình kể máu này, mình làm bromocalcitonin này, rồi bạn nghi ngờ thủy đậu thì làm thêm PCR của thủy đậu để máu, hoặc là dịch từ nụt đậu, rồi làm tìm kháng thể IgM của varicella zoster trong máu. Ngoài ra bạn làm thêm chức năng thận, ureacatechin, rồi làm thêm men gan thì trong thủy đậu có thể gây là viêm gan hay ART, ALT, rồi bệnh nhân có suy hấp thì bắt buộc phải làm kiểm bảo đường mạch, rồi điện giải đố, dự tử kiêm, như đó là đầy đủ rồi, như đó là được 10 điểm rồi đó. Đó là hướng điều trị của em là gì? Gặp bệnh nhân để mới làm gì liền? Dạ thầy, đầu tiên em sẽ điều trị cái nặng trước, đó là em sẽ truyền dịch này cho bệnh nhân thở oxy. Bệnh nhân hả? Thế thầy là kiểu để mình giữ lại cái đường truyền tĩnh mạch này, giữ lên lại. Rồi. Dạ. Rồi có lại phải lại để cái mặt kiểu là xíu hấp chết đó đó. Dạ mình thở oxy. Rồi. Đầu tiên là tư thế mình như thế nào? Dạ. Mình phải đặt tư thế Fowler ạ. À đúng rồi, làm cho nằm tư thế Fowler 30 độ rồi như thế nào? Tiếp theo là thở oxy 7 lít trên phút, đây là siêu cấp thì em sợ 7 lít trên phút. Thế thầy là 5 lít. Đúng rồi, nếu siêu cấp thì mình có thể 5 đến 6 lít trên phút, còn màng thì thường dễ 3 lít hả? Vì nếu mà bệnh nhân siêu màng á, giống như là bệnh nhân siêu đi, nếu thở oxy cao thì có thể gây ngưng thở. Còn vì sao gây ngưng thở thì đọc lại sinh lý hả? Rồi, tiếp. Thế này là điều trị hấp là mình điều trị cho năm tư thế Fowler này, thở oxy này, 5 lít trên phút này, cái nữa. Thế này là mình phải luôn kiểm tra cái tình trạng đường giải của bệnh nhân xem thử. Coi kiểm tra coi có rối loạn điện giải gì không, rối loạn toan kiêm chứ không để xử trí. Rồi bệnh nhân cần điều trị thuốc kháng virus được chứ không? Dạ thế thầy là có. Điều trị như thế nào? Dạ thầy là về điều trị nguyên nhân của ái thì em sẽ dùng cho acyclovir 800mg trên lần, dùng trong 5 lần trên ngày và dùng trong 5 đến 7 ngày. Bệnh nhân viêm phổi là mình cũng sử dụng acyclovir để uống hả? Dạ thưa thầy là nếu như mắc có viêm phổi rồi thì mình sẽ cho tĩnh mạch 10mg trên kg. Những bệnh nhân nặng hả, hoặc là những viêm phổi, viêm phần nào hoặc suy giảm miễn dịch thì nó cũng phải dùng acyclovir đường tĩnh mạch, dùng acyclovir đường tĩnh mạch để đảm bảo nồng độ thuốc cao trong máu để ức chế sự phát triển của virus, nghe chưa? Mặc dù kể đi sử dụng acyclovir đường tĩnh mạch rồi uống một nữa hay? Yeah. Rồi điều trị gì nữa không? Nếu như bệnh nhân có ngứa thì mình có thể sử dụng histamine cho bệnh nhân, mình cho hạ sốt. Rồi hạ sốt là phải có paracetamol để hạ sốt này, rồi lo ấm hạ sốt, còn ngứa thì dùng thêm cả hạt ngô. Giờ rồi nếu mà có rồi loạn cân bằng được điện giải thì bù được điện giải, rồi loạn tăng bằng toán kiềm thì điều chỉnh tăng bằng toán kiềm, thấy chưa? Như được là đầy đủ cái đó hả? Kể như được thôi, gặp trường hợp như được đó, kể vài dòng thôi là đủ điểm rồi này. 5 tư thể phó lơ, thở oxy 5 lít trên phút hoặc 5 đến 6 lít trên phút qua đầu mũi. Lập đường truyền tĩnh mạch, như là mình để truyền để giữ vén thôi ấy, thì mình có thể truyền tốc độ là 30 lít trên phút thôi, vì là nhưng không có sốc giữ acyclovir tĩnh mạch. Như mình không biết, mình chỉ cần nghi ngờ thủy đậu là mình điều trị rồi, mình cần suy nghĩ chi nhiều cả, rồi sau đó làm kết quả ra âm tính thì mình ngừng nữa, sử mình làm PCR ra âm tính hoặc là không có kháng thể, giai đoạn sợ mình có kháng thể đâu thì sẽ âm tính thì có thể ngừng sau. Còn nếu mình nghi ngờ thì mình điều trị đã, vì acyclovir chỉ có tác dụng tốt trong khi mình điều trị sớm, nên bệnh nhân mình nghi ngờ thì mình cứ điều trị, còn khi kết quả về tả về mà không có thì mình phải nhìn sau. Nghi ngờ viêm phổi cho từ đầu thì điều trị acyclovir tĩnh mạch 10mg trên kg mỗi 8 giờ. Rồi bệnh nhân mới có và sốt thì mình do hạ sốt. Ngoài ra có gì nữa không? Ngoài ra hết rồi nhé. Rồi mình theo dõi thêm để điều chỉnh tiếp theo, như là đầy đủ rồi. Rồi cảm ơn em nhé. Thì có khi là các em cái đề như đi làm được nghe, để mình còn tăng thêm hoặc giảm xuống.
đi làm trong 10 phút làm được không? À, chú ý sốc kháng nghe, đừng nghe tư thế phô lơ mà quen quen miệng rồi khi mà vô thi mà gặp mình những sốc chẳng để tất mình cho năm tư thế phô lơ là sao ấy, khi sốc chẳng để cho năm tư thế nào bệnh nhân sốc chẳng thích đúng rồi, năm tư thế đầu thấp kê cao chân để ưu tiên máu về đầu để nuôi dưỡng nào cái đã rồi, còn khi nào bệnh nhân có suy hô hấp hoặc là tăng ở được nội sọ như tăng viêm màng não thì mình nằm có thể nằm tư thế phô lơ được, còn sốc thì phải là nằm đầu thấp kê cao chân. Rồi cả hỏi tí nữa không để bài giải ba bài thì đầu. À, nếu không hỏi chi nữa thì rồi mà hỏi là Nguyễn Mai Thanh Thảo rồi em hỏi chứ hè. Dạ thầy ơi, nãy cái ca lúc nãy mà có trường hợp mà bệnh nhân nói chuyện trực tiếp với một người bạn nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân trong khoảng 5 ngày á, là tại sao lại gọi là chưa phơi nhiễm ạ? Tại vì nếu mà trong 5 ngày thì là vẫn còn có khả năng lây nhiễm cái thầy. Trước trước cái nồi bàn 5 ngày, Dạ, tại vì bang vẫn chưa đóng vảy hết thì nó vẫn còn trước khả khi năng nồi lây bàn nhiễm. 5 ngày, À, dạ. trước khi bệnh nhân nồi bàn 5 ngày á, nhớ không? Dạ. Nếu mà trước khi bệnh nhân nồi bàn 2 ngày á thì nằm trong thời gian lây nhiễm, còn trước đó thì có thể là lúc đó là họ thường thấy là trong vòng 48 giờ thôi, còn nếu mà trước đó Dạ. nữa thì nó không nằm trong thời gian lây nhiễm, có thể là tải lượng virus đó chưa đủ cao để có thể lây nhiễm. Dạ, Em đọc về vấn đề dạ. đấy. Dạ thầy, là nếu như một bệnh phụ nữ mang thai mà họ họ không biết mình mang thai nhưng mà họ đi tiêm phòng vaccine thủy đậu thì lúc đó thì mình xử trí sao ạ? Theo dõi thôi nhé, thông thường nó sẽ nếu mà không biết khoảng thời mà tiêm vaccine thì đầu thì mình theo dõi, mà đa số trường hợp là nó sẽ không ảnh hưởng gì nhé thì mình theo dõi thôi. Khuyên thì họ nên khám thai định kỳ, sàng lọc thai quý thứ nhất và quý thứ hai. Dạ. Nhưng mà theo cái nghiên cứu thì nó không ý kiến mạnh đưa đến thai. Rồi bạn nó hỏi cái này. Dạ thầy, trong mỗi nhiễm da thì mình sẽ ưu tiên dùng kháng sinh nào thầy? Amoxicillin hay là sulfa Kháng sinh 1 nào, không? kháng sinh nào mà thì liên cầu và tụ cầu đó dùng kháng sinh nào được hả? Mình nó nằm phụ được là được, tùy theo là tình hình đề kháng của từng địa phương. Nếu cefalaxin thì nó kháng cao thì mình ít khi dùng cefalaxin nhá, còn omeprazole nếu nước ngoài thì dùng amox với cefalaxin là được ấy, vì họ ít khi dùng kháng sinh nên tỷ lệ đề kháng nó thấp, mà Việt Nam tỷ lệ đề kháng cao thì mình cái an toàn thì mình cho omeprazole luôn đi hả. Và là nếu mà omeprazole đắt tiền thì viên omeprazole đắt lắm, một viên 10.000 lần, nếu họ không có thì mình cho cefalaxin hoặc là amoxicillin cũng được, bên trong ở tiên mình cho mình theo dõi. Nếu mà kháng á, nếu mà nó kháng thì có thể bôi nhiễm da thì mình đổi qua kháng sinh khác nữa. Dạ, nếu mình theo dõi thì thấy nó đáp ứng tốt thì mình dùng liều mấy với thời gian mấy là Thông thường mình nếu mà xế pha thì dùng từ 5 ngày, 5 ngày trở lên nữa, hoặc là đến khi các mục đầu đóng vảy, hoặc là khi mà mình không thấy là có thể là bội nhiễm nữa ấy, giống như tí họ mới vùng vừa nhú lên thôi mà có nguy cơ bội nhiễm cao, mà thì cả ba con nội thì có thể 5 ngày, còn nếu mà họ có viêm mà đóng vảy hết rồi mình mới dùng 1-2 ngày mà đóng vảy hết rồi hết nguy cơ bội nhiễm thì mình ngưng hả, còn nguy cơ thì còn dùng hết nguy cơ thôi ấy, để rồi mình dự phòng thôi, không phải là điều trị, còn khi điều trị thì phải đưa trừ đủ liệu trình. dạ vậy liều là một viên 500 mg đó này. À, để em chị à, chị đó. Có bệnh hội chứng nè. À rồi, liều à, liều mắc thì liều họ không quy định đấy, cái đi là mình là kinh nghiệm ở bên nước ngoài thôi, có ai quy định là sử dụng kháng sinh để dự phòng cả. Kháng sinh là sử dụng để điều trị, còn dự phòng là vì do mình đánh giá nguy cơ bội nhiễm cao nên sợ họ bị bội nhiễm mình dùng dự phòng hả. Còn thông thường dùng kháng sinh dự phòng đây là kinh nghiệm thôi, mình dùng để thôi hả, thì mình ăn mốc thì mình có thể dùng 500 mg 3 lần trên ngày hoặc 2 lần trên ngày, dùng cho đến khi nào hết nguy cơ bội nhiễm thôi. Còn nếu điều trị thì dùng phải nhóm beta-lactam thì phải dùng 5 ngày trở lên, được chưa? 5 đến 7 ngày. Còn omeprazole còn rửa, nếu viên 600 omeprazole là kết hợp giá thành phần amoxicillin và acid clavulanic, viên là 625 hoặc là viên 1.000,
thì nếu mà mình dự phòng thôi thì có thể thì dùng 625 mg những 3 lần sáng tới tối. Còn xe phu mình có thể dùng 500 mg 2 lần trên ngày hoặc 3 lần trên ngày, thường dùng 2 lần trên ngày là được rồi ha. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Còn nếu mà mình điều trị mà người lớn mình dùng Ormetin thì phải dùng đến 1.000 hả, viên 1.000 hả, viên 1.000. Rồi bạn đã hỏi có hỏi chi nữa không? À còn bạn hỏi này, bệnh nhân đã khỏi bệnh được quá ngày thì dùng acyclovir đạt hiệu quả nhóm 1 hay không? À, acyclovir hiệu quả cao khi mình dùng sau khởi phát, nếu như còn 3 ngày thì mình dùng hay không? Nếu mà sau 3 ngày mà bệnh nhân vào viện mà bán ít, không có biến chứng, nên thấy nó gần lành rồi thì không cần điều trị cũng được ha. À, hoặc là trẻ em chỉ đó mình cần điều trị cũng được. Còn nếu mình đánh giá là nó vẫn tiếp tục nổi và có, hoặc là có nguy cơ bị biến chứng thì mình nên dùng ấy. Mặc dù nó hiệu quả thấp hơn nhưng nó vẫn còn hiệu quả. Phụ nữ có thai cho con bú mắc đi đầu thì có tiếp tục cho con bú hay không? Câu này cũng câu hay ấy. Thì đầu lấy qua đường nào thì cháu bú chứ ấy, cháu bú nếu mà cái nụn vú nào mà bị, giả sử cái nụn vú nào mà nó bị nuôi cái mong được đó thì mình cho bú vú con lái, hoặc là mình sờ cái da mình là có nhiều mụn nước thì mình vắt sữa đá, vắt sữa đá cho nó bú. Và thứ hai nữa là khi mà mình cho bú được hoặc là mình tiếp xúc với trẻ thì mình cần mang khẩu trang hả. Nếu mà là lấy thì nó có thể lấy trước đó rồi, nó lấy trước đó từ khi nuôi ba, trước khi mình biết là bốn hai ngày trước là nó, nếu mà nào lấy thì có thể lấy cho trẻ rồi hả. Trên máy chẩn đoán cần ghi tên hội chứng, trên máy chẩn đoán thì ghi tên hội chứng thôi, không cần ghi triệu chứng. Khi hỏi cần làm sao thì cần liệt kê, thì mình sẽ trả lời những câu hỏi chính thôi. Bây giờ dưới này có nhiều bác sĩ đang hội để bàn giao để họ về. Còn các bạn tập hợp lại câu hỏi chiều, chiều mình sẽ cho bạn một bài thôi, đó là bài nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn về lý thực trùng thôi. Còn vì buổi chiều là còn nếu có thời gian thì có thể giao bạn tiếp, hoặc là mình hỏi nếu thầy bệnh giao bạn 2 tiếng 6 thì mình để thầy bệnh giao bạn. Như vậy 3 ngày vẫn có thể dùng acyclovir vẫn được, vẫn thầy chỉ không phải là cứ đi đâu đi. Nếu mà em thấy 3 ngày nhưng nó bán vẫn còn tiếp tục nổi, yếu tố nguy cơ cao như bội nhiễm, hoặc là có còn nguy cơ mà bị viêm phổi, hoặc là bệnh nhân đang có bị chứng thì phải dùng vẫn được chứ ấy. Còn nếu bệnh nhân nhẹ nhàng thôi không cần dùng được vì acyclovir, vì thủy đầu là đa số là mắc là nó nhẹ hả, đặc biệt ở trẻ em dưới 12 tuổi thì không cần dùng được. Còn người lớn mà thấy là ít nốt đầu mà vô viện sau 3 ngày rồi thì không cần dùng được, vì thường thường sau 3 ngày ấy, thì nồng độ virus trong máu đã giảm nhiều rồi. Khi mà không biết liều thuốc mấy bên kèm, khi mà không biết liều thuốc điều trị mấy bên kèm có được điểm không? Có chứ, điều trị điểm thấp hơn ấy, ghi sai là không bị trừ điểm, nhưng ghi thiếu thì không đủ điểm thôi. Chữ xấu thì đọc không ra thì bị trừ điểm. Ai chữ xấu về tập lại đi, mình chữ xấu hồi xưa là anh hay chấm bình án, hồi xưa mà nếu mà đi làm sao thì các em sẽ được chấm điểm bình án 3 điểm và điểm bài thi là 7 điểm. Mình hiện tại không có chấm điểm bình án nên là hiện tại điểm bài thi là 10 điểm. Hồi xưa chấm bình án mới có bài ghi chữ xấu, anh định phế vô là chữ xấu quá, anh sợ là chữ anh xấu hơn chữ của bạn nữa nên là thôi không cần phế, lỡ phế vô nói là chữ tây xấu hơn chữ mình nữa. Thế là lớp 8 nghỉ hả, đã đi hội chứng đã chiều rồi, các bạn có câu hỏi chứ để chiều hỏi.